Xin chào cô và các bạn, mình tên là Đồng Thị Cẩm Phi, học lớp 5A trường tiểu học Quảng Tiến 2. Năm nay mình 10 tuổi, sống tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay mình xin thuyết trình sản phẩm đồng hồ của mình. Khi bấm mở lá cờ xanh thì đồng hồ của mình sẽ chạy theo đúng thời gian hiện tại, và thứ ngày tháng năm cũng chạy theo đúng như hiện tại. Và những bông tuyết của mình sẽ thay đổi màu và bay và sẽ di chuyển liên tục ở trong màn hình. Và khi mình bấm vào nhân vật báo thức thì nó sẽ hiện lên câu lệnh nhập giờ báo thức, và nhập nhập xong bấm vào dấu tích xanh thì nó sẽ hiện ra chữ nhập phút báo thức. Và trong quá trình làm bài thì mình gặp khó khăn ở chỗ là lập trình cho các kim. Và trong quá trình làm thì mình thuận tiện ở chỗ là lập trình cái thứ ngày tháng năm của giờ hiện tại. Và mình thích trong tất cả nhân vật thì mình thích nhất là nhân vật bông tuyết và nhân vật báo thức, bởi vì nó rất đẹp. Và nhân vật bông tuyết thì mình đã sử dụng câu lệnh khi bấm vào lá cờ xanh liên tục thay đổi hiệu ứng màu 1 lượng và 50, nước trong một giây tới vị trí ngẫu nhiên. Và nhân vật báo thức mình đã dùng câu lệnh khi bấm vào lá cờ xanh đi tới điểm x164 y vào chiều 23 và hỏi nhập giờ báo thức và đợi đặt giờ báo thức thành trả lời, hỏi nhập giờ nhập phút báo thức và đợi đặt phút báo thức thành trả lời, và đợi đến khi giờ báo thức bằng giờ hiện tại và phút báo thức bằng phút hiện tại, và lặp lại 10 lần và phát âm tin YouTube đến hết ạ. Và cảm ơn cô và các bạn đã nghe sản phẩm lập trình của mình. Các bạn và cô có câu hỏi gì không ạ?